Xin chào, tôi là nhà thiết kế đến từ thương hiệu Erato. Nhiệm vụ của chúng tôi là đưa ra giải pháp tư vấn và thiết kế thương hiệu một cách toàn diện, gia tăng khả năng cạnh tranh, xây dựng thương hiệu một cách bài bản, sáng tạo và độc đáo, nâng tầm giá trị của thương hiệu, khẳng định vị thế của thương hiệu trên thị trường. Nhân dịp đầu xuân năm mới, tôi xin chúc quý công ty và quý anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và thành công rực rỡ. Xin chào.